Hello, xin chào tất cả các anh em yêu mến cờ tướng, cờ úp. Hôm nay thì mình tiếp tục cùng với các anh em sẽ tham khảo một số ván cờ mà mình đánh trên trang cờ tướng, cờ úp, Zing Play. Hôm nay thì mình đánh với một kỳ thủ trình độ là tập sự. Cầm quân xanh và mình đi trước thì sau đây mình sẽ đi tốt 5 tấn 1. Họ nên tốt 5 họ tấn 1 thành tượng rồi thì bây giờ mình sẽ đi sĩ 5 tấn 6. Để không cho cái nước tượng của họ đánh tốt mình. Không biết là họ có dùng mã ăn sĩ mình không nhỉ? À họ không. Thế bây giờ mình dùng xe ăn sĩ của họ. Tiếp tục mình sẽ dùng sĩ sĩ 6 của mình tấn 5 khống chế mã không cho mã họ tiến. Rồi tiếp tiếp theo thì mình sẽ dùng tốt 2 tấn 1 để thí tốt với họ để xem họ lật quân lên là quân gì. À, họ lật quân lên quân pháo vậy mình sẽ ăn tốt 2 mình bình bình 3 ăn pháo 3. Cái này thế cờ của họ là tạm thời là đang yếu so với thế cờ của mình. Và ván cờ này của mình có lẽ là sẽ thắng họ. Mình lật tượng lên thành xe thì ván cờ này có mình thắng họ là cái chắc rồi. Vừa rồi họ về mã là định để bắt xe của mình nhưng mà rất may cho mình là mình cũng có tượng đi kèm. Và bây giờ mình phải xuất xe khỏi chỗ sân tượng không thì bọn nổ pháo lên là mình mất xe. À, tiếp tục mình xuất tướng. Nếu mà so với tỷ lệ quân trên bàn cờ đã lật thì họ cũng ngang ngang với mình vì họ hơn mình một pháo một mã và mình hơn họ một xe. Các bạn thấy một cái nước cờ rất là hay. Thế này theo các bạn thì mình sẽ đi nước nào để cho họ có thể là hết cờ ngay được. Nếu mà bây giờ mình sẽ dùng xe 7 tấn 4 nước thì họ sẽ đánh vào và sau đó mình sẽ dùng xe 6 tấn 1 nước thì họ sẽ thua. Đấy, mình sẽ đi nước này trước.
Trên này gọi là hai xe họ đều một phí cả. Giờ họ ăn vào thì mình sẽ tấn xe 6 xuống một nước thì họ cũng hết cờ. Và ván cờ này cũng kết thúc rất là nhanh. Không ngoài cái dự đoán của mình. Kỳ thủ mới chức danh tập sự vẫn tiếp tục một tập sự chơi với mình. Mình sẽ dùng tượng đánh tốt 9 của họ và mình sẽ dùng tốt 7 tấn 1 cắn tấn công mã của họ. Và mình qua tượng về. Tiếp tục mình sẽ dùng mã 2 tấn 3. Sau đó là mình sẽ dùng pháo 2 tấn 3 nước để ép mã của họ. Và tiếp đó mình sẽ lên mã 8 tấn 7. Họ lại đấu với mình. Tập sự 3 sao cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh cờ. Cũng có thể đây là họ dùng cái nước để mồi mình trong tí đã lên liên sĩ thành pháo và mình mất xe. Thực tế là không mất được, nếu mà lên sĩ thành pháo thì mình sẽ bay tự động. Mình lật quân có nhiều lợi thế. Vừa rồi là cái nước mình suýt mất xe chủ quan với cái nước của họ vì họ đánh pháo sang chiếu tướng là mình mất xe. Một nước cờ rất chủ quan.
bây giờ mình sẽ đi tốt 5 tấn 1. Ngăn cản lại hướng tấn công của họ. Mình dùng tốt đuổi pháo với xe của họ thì họ lại cho không mình quân xe. Mình cũng có rất nhiều nước sai lầm và họ cũng có nước sai lầm và dẫn đến họ thiệt quân, và có khả năng cao là ván này họ sẽ thua cả mình. Khả năng thua là rất cao. Hiện tại trên bàn cờ của mình thì mình đang lợi thế hơn họ 2 xe. Họ đang suy nghĩ không biết là họ có chạy pháo đi hay không. Nếu họ chạy pháo đi thì mình sẽ đánh xe vào chiếu tướng. Lên tướng mình lên xe chiếu một lần nữa thì có hết cả. Họ có khả năng là họ sẽ thua mình rồi. Nếu anh em xem thấy hay, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh. Mình xin trân trọng cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi trận đấu của mình.